Y một, thân năng xuất ngại, thân có thể vượt ra ngoài chướng ngại. A Nan, đương tại thử trung tinh nghiên diệu minh, tứ đại bất chức, hiểu tuyển chi gian, thân năng xuất ngại, thử danh tinh minh lưu vật tiền cảnh, tư đảng công dụng tạm đắc như thị, phi di thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiền cảnh giới, nhược tác thánh, giải tức thọ quần tà. Dịch: A Nan nên biết, đã trong lúc đó chú tâm nghiên cứu về tánh diệu minh, bốn đại không hòa, thì trong khoảnh khắc thân này có thể ra khỏi chướng ngại, gọi là tinh minh, tràn nơi tiền cảnh. Chỉ do dụng công tạm được như vậy, không phải thánh chứng. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả, thì được gọi là cảnh giới thiền lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả, thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Dạng: này nói đến năm loại ấm ma này. Ngũ ấm ma là gì? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc có 10 loại ma, thọ có 10 loại ma, tưởng có 10 loại ma, hành có 10 loại ma, thức có 10 loại ma, cộng lại là 50 loại ấm ma. Người tu đạo cần phải có nhận thức rõ ràng về 50 loại ấm ma này. Nếu không nhận thức rõ ràng 50 loại ấm ma này, thì rất dễ dàng làm quyến thuộc của ma vương. Khi làm quyến thuộc của ma vương, bản thân mình cũng không biết vì sao mình làm quyến thuộc của ma vương. Vì không hiểu được điều quan trọng cốt yếu ở bên trong, còn không hiểu rõ, cho nên cần phải đặc biệt chú ý. A Nan, đương tại thử trung. Đương ở trong nào? Tức là ở lúc sắc ấm gần hết, khi đang ở mười phương rộng mở, không còn tối tăm. Tinh nghiên diệu minh, tứ đại bất chức. Vì trong lúc đó có một loại quang minh, khi đang chuyên tâm nghiên cứu cái diệu minh này, thì tứ đại đều không khởi lên tác dụng như bình thường. Thiểu tuyển chi gian, thân năng xuất ngại. Lúc mười phương rộng mở, không còn tối tăm. Thiểu tuyển tức là thời gian không lâu dài, trong một thời gian rất ngắn. Lúc đó thân không còn chướng ngại, giống như hư không vậy. Lúc đó gọi là gì? Gọi là ý sanh thân. Chú thích: về ba loại ý sanh thân, Kinh Lăng Già quyển 3 giải thích ba loại ý sanh thân là: tam mùi lạc chánh thọ ý sanh thân, giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân, chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. Tam mùi lạc chánh thọ ý sanh thân là Bồ Tát địa thứ ba, thứ tư, thứ năm khi tu tam mùi, chứng đắc cái vui chân không tịch diệt, phổ nhập tất cả Phật sát, tùy ý vô ngại. Giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân là Bồ Tát địa thứ tám, giác ngộ hiểu rõ bản tánh của tự tánh, tất cả chư pháp như quyển như hóa, đều không có gì, dùng vô lượng thần lực phổ nhập vào tất cả Phật sát, nhanh chóng như ý tự tại vô ngại. Chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân là Bồ Tát địa thứ 9, thứ 10. Giác tri tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu đắc bột thân thì vô lượng thân đồng thời xuất hiện như bóng trong gương. Tùy các chủng loại mà được câu sanh, tuy hiện ra đủ thứ cảnh tượng mà không có tạo tác. Thân năng xuất ngại, tức là rời cái dục thể này còn có một cái thân khác. Như trên có kể về chú đồ đệ của tôi, chú đi lên trời, đó gọi là pháp thân, còn gọi là ý sanh thân. Ý này tức là ý của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý. Thân do ý sanh ra, đó gọi là xuất ngại, vượt ra ngoài chướng ngại. Thử danh tinh minh lưu vật tiền cảnh. Đây gọi là loại cảnh giới tinh minh tuôn tràn ra ở trước tiền cảnh. Lời của ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 1980. Đệ tử: chữ minh của tinh minh có ý nghĩa là quang minh hay là minh bạch, hiểu rõ? Thượng nhân: chữ minh có nghĩa là pure, thanh tịnh.
Tinh tức là đến cực điểm. Tu đạo thì sợ tự mãn. Nếu ông nghĩ rằng ông đã chứng rồi thì sẽ tự mãn. Vừa tự mãn thì cống cao ngã mạn các cái đều sanh ra. Cảm thấy ai cũng không bằng mình. Ông tự mãn thì nước trí huệ sẽ không rưới xuống được. Ông sẽ không thể tiến bộ được. Nếu không tiến bộ thì sẽ rơi vào tà kiến, giữa đường bỏ phế, cột chân vào một chỗ không thể tiến tới được. Vì thế cái ý nghĩa này là chúng ta là người tu đạo, dù có trí huệ, có học vấn, có đạo đức thế nào đi nữa cũng không thể tự mãn. Nếu tự mãn thì cách cái chết không xa. Năm 1980, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân ngày 2 tháng 12 năm 1993. Đệ tử: thử danh tinh minh lưu vật tiền cảnh, câu này có nghĩa gì? Thượng nhân: vì quá tinh, quá minh, giống như thông minh giả không thật, là trí huệ thế gian. Đó cũng tức là quá tinh minh. Đệ tử: tiền cảnh là chỉ cái gì? Thượng nhân: cảnh giới mà phía trước đã nói đến. Đệ tử: hay là cảnh giới lúc đang dụng công? Thượng nhân: tức là cảnh giới mà người này đắc được, cảnh giới mà trước đó đắc được. Ngày 2 tháng 12 năm 1993, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Tư đảng công dụng tạm đắc như thị. Cảnh giới này chỉ bất quá là một loại dụng công mà thôi, không có thường hằng. Nó là ngẫu nhiên. Bất cứ lúc nào ông cũng đều có thể tự do xuất nhập, muốn đến chỗ nào thì đến chỗ nấy, muốn trở về lúc nào thì trở về lúc ấy, thao túng tự do. Phóng chi tác di lục hợp. Chú thích: lục hợp, trên dưới và bốn phương, thiên hạ vũ trụ. Mở ra thì đầy 3000 đại thiên thế giới. Quyển chi tác thối tạng ư mật. Thâu lại thì sao? Thì bất cứ lúc nào cũng có thể thâu trở về. Nếu không thể được như thế, không thể tùy theo ý mình, đó gọi là gì? Đó là một loại dụng công tạm thời. Ông dụng công đến trình độ này, tức có một cảnh giới như thế. Trong thời gian tạm được một cảnh giới như thế, không phải vĩnh viễn, không phải thường thường đều có thể như thế, không phải thường thường có thể thân suốt ngày. Thân này có thể vượt ra khỏi các sự chướng ngại. Phi di thánh chứng. Đây không phải là chứng quả. Thánh nhân chứng quả không phải như vậy. Bất tác thánh tâm danh thiện cảnh giới. Nếu ông nghĩ rằng mình chứng quả, bạn xem, tôi tu hành đã có công phu như thế, tôi thật là có thể xuất thuần nhập quả như thế. Nếu ông tự mãn như thế thì sao? Thì sống đời. Vì thế, nếu ông không nghĩ rằng mình đã chứng thánh chứng quả thì tốt. Vì loại cảnh giới đó không có chướng ngại lớn, không có sai lầm lớn. Nhược tác thánh giải. Nếu như ông nói rằng: ồ, công phu của tôi hiện nay quá tuyệt vời, tôi thật là giỏi, tôi nay là bậc thánh nhân xuất thế, tôi tức là A-la-hán. Nếu ông tự cho rằng mình là A-la-hán, chứng được thánh quả, tức thọ quần tà, và lúc này thì hết thảy ma đều đến. Ma đã đến thì tương lai ông sẽ đọa địa ngục. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Phi di thánh chứng, tức không phải ông đã chứng quả thánh. Bất tác thánh tâm, nếu không có nghĩ như thế. Tích thọ quần tà, đây không phải là ma nhập, mà do ông sinh ra tà tri tà kiến. Rõ ràng là đúng, ông cho là sai. Rõ ràng là sai, ông cho là đúng. Cho sai là đúng, lấy đen làm trắng, thì sẽ không có chân lý. Thí như cảnh giới này vốn là ok, tốt đẹp,
Nhưng khi ông gặp phải, bèn nghĩ rằng: à, cảnh giới của ta thật tốt đẹp, thì xong đời. Vừa có cống cao ngã mạn thì đó là tà kiến. Bản thân mình vừa gặp cảnh giới tốt đẹp thì đi tuyên truyền khắp nơi: à, tôi như thế đó, tôi như thế kia, tôi vừa nằm mộng như thế đó, tôi vừa ngồi thiền thấy cái kia, như thế đó, như thế đó. Đó đều là tà tri, tà kiến. Dù cho đó là điều tốt đẹp của mình mà cứ suốt ngày tự quảng cáo cho mình, đó cũng là tà kiến. Thí dụ người đi trộm đồ ăn thì không muốn nói cho người khác biết. Còn nếu có đồ ăn ngon nhưng cho người khác ăn thì sẽ rêu rao khắp nơi rằng: người ta biếu cho tôi nhân sâm mà tôi không ăn, tôi đã cho người kia rồi. Tự mình quảng cáo, đó là tà kiến. Giống như ai đó rất muốn ăn đồ ăn ngon, nhìn thấy đồ ăn liền mở to mắt ra, nhưng lại không muốn cho người khác biết. Hà mổ lật tẩy ra thì đuổi hà mổ đi. Như thế đó đều là tà kiến. Một bộ kinh các ông không biết tụng niệm, đó mới là chân kinh. Bộ chân kinh của vạn Phật thánh thành các ông cần phải biết tụng niệm. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha,